Kể từ năm 2021, nền tảng phát sóng phim trực tuyến lớn nhất Trung Quốc là Tencent Video đã ra thông báo sẽ thay đổi cách đánh giá phim chiếu trên nền tảng. Các dự án phim lên sóng sẽ được hiển thị nhiệt độ thay vì tính lượt xem như trước đây. Cụ thể, nhiệt độ phim sẽ được thể hiện qua lượt xem, lượt tìm kiếm và thảo luận phim. Trong đó, những bộ phim nào có thể phá mức nhiệt 30.000 trên Tencent thì có thể được tính là một bộ phim bạo. Cho đến thời điểm đầu tháng 5 năm 2024, Tencent có tổng cộng 12 bộ phim phá được mốc 30.000. Hãy cùng Cbiz Film điểm qua danh sách những bộ phim này nhé! Tuyết Trung hãn đao hành, Trương Nhược Quân, Lý Canh Hy. Tuyết Trung hãn đao hành lấy bối cảnh thời phong kiến giả tưởng vô cùng loạn lạc, chiến tranh liên miên, dân chúng khắp nơi oán thán. Ở vùng Bắc Lương có chàng thế tử Từ Phượng Niên, do Trương Nhược Quân thủ vai, nổi tiếng ăn chơi trác táng. Bắc Lương Vương Từ Kiêu cũng chính là phụ thân của Từ Phượng Niên, vì muốn y chú tâm tu luyện bản thân để có thể đảm nhận vương vị trong tương lai, nên để y lưu lạc trong giang hồ, rèn rũa bản thân. 3 năm sau, Từ Phượng Niên trở về vương phủ, lột xác trở thành một chính nhân quân tử thật thụ, nhưng y lại không muốn trở thành Bắc Lương Vương đơn độc, lạnh lùng như cha mình muốn. Thế nhưng sau nhiều biến cố và mất mát, Từ Phượng Niên lại thay đổi suy nghĩ. Chàng muốn trở thành Bắc Lương Vương, nhưng sẽ là một Bắc Lương Vương tài đức, nhân ái thay vì tàn nhẫn, lạnh lùng như cha mình. Để thực hiện điều đó, Từ Phượng Niên lại lần nữa lên đường, dấn thân vào giang hồ để rèn luyện bản thân. Trong chuyến hành trình này, Từ Phượng Niên không chỉ giác ngộ được võ thuật, mài giũa ý chí, mà chàng còn tìm được sự thật đằng sau cái chết của mẹ mình năm xưa. Bối cảnh võ thuật độc đáo, mối quan hệ nhân vật phức tạp, những đấu đá chính trị để giành lấy quyền lực trong triều đình và những thăng trầm của cốt truyện tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm này. Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu. Mộng Hoa Lục là tác phẩm được cải biên từ bộ hí kịch kinh điển Triệu Phán Nhi Phong Nguyệt Cứu Phong Trần của nhà viết kịch đời nhà Nguyên là Quan Hán Khanh. Phim xoay quanh nàng ca kỹ Triệu Phán Nhi do Lưu Diệc Phi thủ vai, nàng xuất thân là con gái nhà quan nhưng vì gia đình phạm tội nên bị đẩy vào chốn kỹ viện, mưu sinh bằng tài nghệ múa và pha trà. Sau khi thoát được chốn thị phi, Triệu Phán Nhi cùng hai tỷ muội kết nghĩa mở một quán trà nhỏ sinh sống qua ngày. Sau đó, Triệu Phán Nhi gặp gỡ và có mối lương duyên ngọt ngào nhưng cũng đầy trắc trở với Cố Thiên Phàm do Trần Hiểu thủ vai, chỉ huy của Hoàng Thanh Ti khi cả hai cùng vướng vào một vụ trọng án tại Giang Nam. Tuy có quá khứ bị người người khinh thường nhưng bằng bản lĩnh và tài nghệ của mình, Triệu Phán Nhi đã chứng minh rằng phụ nữ có địa vị thấp kém trong thời xưa vẫn có quyền bình đẳng, cô cùng các tỷ muội của mình đã cùng giúp đỡ nhau sống một cách vui vẻ, hạnh phúc. Mộng Hoa Lục không chỉ là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Lưu Diệc Phi ở thể loại phim cổ trang, mà còn là bộ phim chứng minh thực lực diễn xuất tiến bộ theo thời gian của cô. Một Triệu Phán Nhi thông minh, tự trọng, có bản lĩnh nhưng cũng dễ siêu lòng trước tình yêu được Lưu Diệc Phi thể hiện rất trọn vẹn. Còn về Trần Hiểu, diễn xuất của nam diễn viên từ lâu đã được đánh giá cao, nên hầu như các phân đoạn khó của nhân vật từ hành động cho đến tình cảm đều được nam diễn viên xử lý rất ngọt. Tinh Hán Sán Lạn, Nguyệt Thăng Thường Hải, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư. Phim xoay quanh cuộc đời của nàng tiểu thư nhà họ Trình là Trình Thiếu Thương, ngay từ khi mới lọt lòng nàng đã sống cùng tổ mẫu, được nhị thẩm nuôi dưỡng vì cha mẹ đều phải hành quân nơi xa trường. Thế nhưng, vì mẫu thân nàng không được lòng tổ mẫu, cộng với việc thẩm nương luôn mưu mô quyền lợi mà Trình Thiếu Thương sống trong cảnh bữa đói bữa no, không được giáo dưỡng đàng hoàng. Trái ngược với cô, Lăng Bất Nghi, do Ngô Lỗi đóng, là một tướng quân trẻ tuổi tài cao, chiến công lẫy lừng, được quận chúa mến mộ, lại còn được hoàng đế yêu thương như con ruột. Nhờ một lần tra án trộm binh khí, cả hai đã vô tình dây dưa với nhau dẫn đến mối lương duyên kỳ lạ. Lăng Bát Nghi bị ấn tượng trước sự thông minh, lém lỉnh của Trình Thiếu Thương và đã đem lòng yêu mến cô, mở ra mối lương duyên dây dưa không dứt của hai người. Lăng Bát Nghi cũng hiểu rõ hoàn cảnh và tính cách của Thiếu Thương, nên lúc nào cũng ra sức bảo vệ và che chở để cô không phải chịu bất kỳ thiệt thòi, tổn thương nào. Còn Thiếu Thương thì cũng hết lòng quan tâm, chăm sóc và luôn ở bên Lăng Bát Nghi những lúc anh cô đơn, khó khăn nhất. Hành trình yêu đương của cả hai lúc đầu chính là oan gia ngõ hẹp, sau đó lại thành phu thê mặn nồng, ở giữa là quá trình tìm hiểu, thấu hiểu nhau đầy thú vị của Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi. Khai Đoan, Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch. Bộ phim Khai Đoan chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kỳ Hiểu Quân, xoay quanh hai nhân vật chính Tiêu Hạc Vân do Bạch Kính Đình thủ vai và Lý Thi Tình do Triệu Kim Mạch thủ vai, họ cùng rơi vào vòng lặp thời gian sau vụ tai nạn nổ xe buýt. Để cứu tất cả hành khách trên xe, Lý Thi Tình đã cùng Tiêu Hạc Vân bước lên chuyến xe tử thần một lần và nỗ lực chung tay ngăn cản vụ nổ xe, đồng thời tìm ra kẻ đứng sau sự việc này. Vòng lặp thời gian là yếu tố rất hút các fan trinh thám bởi sự kịch tính nhưng cũng khá hách não. Khai Đoan cho thấy phim đã làm rất tốt trong khâu kịch bản ngay cả khi bối cảnh ở 8 tập đầu chỉ quanh quẩn trên chiếc xe buýt.
Tai nạn nổ xe buýt được xem là sự kiện quan trọng trong phim và mở ra chu kỳ thời gian mới. Vì thế, chi tiết trên được lặp lại không ít lần qua các tập, song lại không hề nhàm chán. Vòng lặp thời gian hiện ra rõ ràng, mang theo những chi tiết được cài cắm tài tình chờ người xem chú ý. Các hướng giải quyết khác, nhân vật dần mở ra chân tướng khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi quá trình tìm kiếm tội phạm cực hấp dẫn của Tiêu Hạc Vân, Lý Thi Tình. Phim còn phản ánh cả hiện thực xã hội và đề cao vấn đề về lòng tốt. Hiếm có bộ phim nào như Khai Đoan khi truyền tải một cách ấn tượng đến khán giả những câu chuyện riêng đầy hấp dẫn của các nhân vật phụ, từ bác tài xế lái xe, nữ cảnh sát hay cả những nhân vật gây nghi ngờ có mặt trên xe. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, Tiêu Chiến, Dương Tử. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn được cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thợ Đá Berlin, xoay quanh Lâm Chi Hiệu, một cô gái có cuộc sống không may chạm đáy trước khi tốt nghiệp đại học. Khi cha cô bị ung thư, cô đành phải từ bỏ cơ hội được làm việc trong một công ty lớn, rồi còn gặp phải chuyện chia tay với bạn trai. Tất cả những mơ tưởng tốt đẹp về tình yêu và tương lai đều sụp đổ, thì cũng là lúc Cố Ngụy xuất hiện trong cuộc đời Lâm Chi Hiệu. Trong Dư Sinh, Tiêu Chiến vào vai Cố Ngụy, một anh chàng bác sĩ mắc bệnh sạch sẽ quá mức, rất ghét ai chạm vào đồ của mình. Dù được người trong ngành đánh giá là ngôi sao sáng, nhưng Cố Ngụy lại nhất quyết muốn xin chuyển khoa, bởi anh muốn quên đi cơn ám ảnh mang tên tai nạn y khoa. Trong một lần tình cờ, nhờ đôi mắt tinh tường và kinh nghiệm nghề nghiệp của Cố Ngụy, mà cha của Lâm Chi Hiệu đã được chẩn đoán sớm rằng ông đang bị ung thư dạ dày, cũng nhờ thế mà ông đã kịp thời chữa trị. Ban đầu, mối quan hệ giữa Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu chỉ là bác sĩ và người nhà bệnh nhân, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, hai người dần rung động trước đối phương. Hai con người có tính cách đối lập, một người lạnh lùng, nghiêm túc, ít nói, còn người kia tuy hoạt bát, lạc quan nhưng có phần hơi cố chấp, lại dần dần nảy sinh tình cảm và viết lên chuyện tình yêu ngọt ngào. Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương, Triệu Lộ Tư. Thả Thí Thiên Hạ hay còn có tên khác là Tranh Thiên Hạ. Phim được chuyển thể từ truyện cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt. Nội dung phim xoay quanh Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thủ vai, một nữ hiệp tài sắc toàn vẹn. Phong Tịch vừa thân thiết vừa ganh đua với Hắc Phong Tức do Dương Dương thủ vai, một kiếm khách lạnh lùng. Cả hai được giang hồ đặt biệt danh là Bạch Phong Hắc Tức. Tuy nhiên, họ không chỉ là hiệp khách giang hồ bình thường, cả hai đều đang che giấu thân phận thật của mình. Bạch Phong Tịch là công chúa Tích Vân của Bạch Phong Quốc, còn Hắc Phong Tức lại chính là hoàng tử Lan Tức của Hắc Phong Quốc. Lúc này, huyền thiết lệnh của hoàng tộc bị đánh cắp. Với câu nói lưu truyền đã lâu trong dân gian rằng ai có được huyền thiết lệnh sẽ có được thiên hạ khiến lục quốc đều nóng lòng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch cũng không thể đứng ngoài, họ cũng bắt đầu tham gia vào cuộc tranh giành thiên hạ khốc liệt. Vùng biển trong mơ ấy, Tiêu Chiến, Lý Thấm. Lên sóng vào tháng 6 năm 2023, bộ phim Vùng biển trong mơ nhanh chóng khiến các bảng xếp hạng rating của màn ảnh Hoa ngữ vỡ trận. Bộ phim được bình chọn là một trong 10 phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2023. Vùng biển trong mơ lấy bối cảnh Trung Quốc những năm thập niên 1970. Phim xoay quanh hành trình trưởng thành và theo đuổi ước mơ của một nhóm bạn trẻ tuổi gồm Tiêu Xuân Sinh do Tiêu Chiến thủ vai, Đồng Hiểu Mai do Lý Thấm thủ vai, Diệp Quốc Hoa do Lưu Nhuế Lân thủ vai, Hạ Hồng Linh do Tào Phi Nhiên thủ vai. Họ cùng nhau trải qua các giai đoạn của cuộc đời, từ những ngày tháng bồng bột tuổi trẻ, rồi cùng nhau nuôi dưỡng những hoài bão và ước mơ trong thời kỳ biến động của xã hội, nhằm tìm ra được vùng biển bao la và chân trời mới cho riêng mình. Trên mỗi hành trình đó, mỗi người đều nếm đủ cay đắng ngọt bùi, dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ, tìm ra được vùng biển mơ ước cho bản thân. Bối cảnh có thật ở một thời đại đã tạo cảm giác hoài niệm, thương nhớ cho khán giả khi xem phim Vùng biển trong mơ ấy. Lứa khán giả lớn tuổi có cơ hội nhìn lại tuổi thanh xuân của chính mình, chìm đắm trong kỷ niệm đẹp. Lứa khán giả nhỏ tuổi lại có cơ hội tìm hiểu về những khó khăn, thử thách của thập niên 1970 hoàn toàn khác biệt với cuộc sống xã hội hiện đại. Chuyện tốt thành đôi, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Tiểu Phỉ. Bộ phim Chuyện tốt thành đôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Hỷ sự của tác giả Lãng Lãng, kể về Lâm Song, do Trương Tiểu Phỉ thủ vai, cô là một cô gái xuất sắc từng là sinh viên giỏi của trường đại học. Sau khi kết hôn và mang thai, cô từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc cho gia đình. Tuy hết lòng vì chồng con nhưng Lâm Song lại phát hiện chồng cô là Vệ Minh, do Lý Trạch Phong thủ vai, phản bội. Lâm Song vừa tìm cách để giành quyền nuôi con, vừa vật lộn trong công việc văn phòng và gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và vai trò người mẹ. Trong quá trình này, Lâm Song tình cờ gặp lại bạn học cũ Cố Hứa, do Huỳnh Hiểu Minh thủ vai, người đã trở thành nhân tài về nước. Cuộc tái ngộ này đã mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của Lâm Song. Mô típ Chuyện tốt thành đôi không khác mấy so với phim 30 chưa phải là hết trước kia, hai phim đều nói về việc người phụ nữ tìm lại chính mình sau khi bị chồng phản bội. Đặc biệt,
phim này cũng có sự xuất hiện của Lý Trạch Phong, ông Hoàng Cha Nam, chúa tể ngoại tình trong các bộ phim Hoa ngữ. Tuy nhiên, điều bất ngờ là người vợ trong Chuyện Tốt Thành Đôi lại có được sự trợ giúp của tiểu tam Giang Hỉ do Trương Gia Nghê thủ vai. Tình tiết hấp dẫn cùng diễn xuất thực lực của dàn diễn viên đã giúp phim nhận được nhiều tình cảm từ khán giả mà không cần sự góp mặt của bất kỳ ngôi sao lưu lượng nào. Trường Tương Tư 1, Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Trường Tương Tư lấy bối cảnh thời thượng cổ, xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu do Dương Tử thủ vai với Thương Huyền do Trương Vãn Ý thủ vai, Đồ Sơn Cảnh do Đặng Vi thủ vai và Tương Liễu do Đàn Kiện Thứ thủ vai. Tiểu Yêu vốn là vương cơ của Cao Tân, nàng có một tuổi thơ êm đềm với người anh họ Thương Huyền trên đỉnh Chiêu Vân. Thế nhưng, chiến tranh xảy ra khiến hai đứa trẻ mất đi gia đình, không nơi nương tựa. Tiểu Yêu và Thương Huyền bị chia cắt, Tiểu Yêu lưu lạc khắp nhân gian. Sau gần 300 năm lang thang, nàng quyết định sống tại trấn Thanh Thủy, cải trang thành nam đổi tên thành Văn Tiểu Lục và hành nghề đại phu. Còn biểu ca Thương Huyền của nàng dù là vương tử Tây Viêm, nhưng bấy giờ cũng phải làm con tin tại Cao Tân, ẩn nhẫn giấu tài. Mặc dù vậy, y cũng không từ bỏ việc tìm kiếm muội muội. Thương Huyền đi khắp đại hoang để tìm Tiểu Yêu, khi tới trấn Thanh Thủy, y mở một quán rượu nhỏ và gặp được thầy thuốc Văn Tiểu Lục. Ở trấn Thanh Thủy, Văn Tiểu Lục vô tình cứu được công tử Thanh Khâu là Đồ Sơn Cảnh. Hai người sớm chiều ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm. Còn với yêu quái chín đầu Tương Liễu, nàng và hắn là oan gia ngõ hẹp, sau đó dần thấu hiểu nhau rồi trở thành tri kỷ. Chỉ có đối với Thương Huyền là gặp nhau mà chẳng nhận ra nhau, trải qua nhiều việc, cuối cùng Thương Huyền đưa nàng trở về, nàng mới khôi phục thân phận vương cơ. Phần 1 của Trường Tương Tư khép lại khi Thương Huyền cuối cùng đã lên ngôi vua. Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, thậm chí là có những lần cận kề sinh tử. Nhưng cuối cùng lại không vượt qua được hoàn cảnh chéo ngoe nên đành chia tay, sau đó Tiểu Yêu nhận lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long. Còn Tương Liễu và Nghĩa Quân Thần Vinh cũng đang trong hoàn cảnh dầu soi lửa bỏng. Phồn Hoa, Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi. Dẫn đầu danh sách phim Hoa ngữ hay nhất nửa đầu năm 2024 là tác phẩm Phồn Hoa do Hồ Ca, Mã Y Lợi đóng chính. Đây là bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ sau khi phát triển tại Trung Quốc. Phồn Hoa thuộc thể loại dân quốc, chứa đựng nhiều yếu tố về kinh tế và thời cuộc. Kịch bản phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Kim Vũ Trừng, kể về hành trình cuộc đời từ chàng trai trẻ tay trắng đến tỷ phú của nam chính A Bảo do Hồ Ca thủ vai và mối quan hệ của anh với bốn người phụ nữ xinh đẹp. Bên cạnh Hồ Ca, phim còn có dàn mỹ nhân mỗi người một vẻ gồm Tân Chỉ Lôi, Mã Y Lợi và Đường Yên. Sau khi lên sóng, bộ phim Phồn Hoa đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đặc biệt là những thước phim đậm chất điện ảnh của đạo diễn Vương Gia Vệ đã khiến khán giả xem phim giống như đang theo dõi một tác phẩm công chiếu ở màn ảnh rộng. Ngoài ra, diễn xuất ấn tượng của dàn nhân vật chính cũng là yếu tố giúp Phồn Hoa gây được tiếng vang. Thành công của dự án Phồn Hoa cũng giúp hàng loạt ngôi sao của phim như Đường Yên, Tân Chỉ Lôi vực lại sự nghiệp đang có dấu hiệu đi xuống của mình. Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân. Giữ Phượng Hành kể về chuyện tình trắc trở của nữ ma vương Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đóng và Thần Quân Hành Chỉ do Lâm Canh Tân đóng. Thẩm Ly vốn là bích thương vương của ma giới mang thân phận cao quý. Nhưng vì không muốn thuận theo cuộc hôn nhân sắp đặt mà Thẩm Ly đã bỏ trốn xuống nhân gian. Nhưng trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị đánh về nguyên hình và nhốt vào lồng rồi đem bán ngoài chợ. Tình cờ chàng thư sinh nghèo Hành Vân đi qua nhìn thấy, dù biết thân phận của Thẩm Ly là yêu nhưng Hành Vân vẫn nhặt nàng đem về nuôi. Còn tỉ mẩn chăm sóc trị thương cho nàng, thế là đoạn tình duyên giữa họ cũng vì thế mà bắt đầu. Thực tế, Hành Vân chính là vị thần thượng cổ cuối cùng của tam giới là Hành Chỉ Thần Quân, trong lúc nhàm chán quá nên lựa chọn hóa kiếp xuống trần dạo chơi. Lần gặp gỡ này đã khiến cho cuộc đời của Thẩm Ly và Hành Chỉ thay đổi hoàn toàn. Khoảng thời gian sống ẩn cư cùng với Hành Chỉ là khoảng thời gian yên bình hạnh phúc nhất với Thẩm Ly và cũng là những tháng ngày đầy màu sắc nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo dài dằng dẳng của Hành Chỉ. Chỉ có điều đến cuối cùng, Thẩm Ly vẫn phải quay trở về ma giới để tiếp tục trọng trách của mình, còn Hành Chỉ cũng không thể làm Hành Vân muôn đời muôn kiếp được. Chớ trêu thay lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly lại phát hiện ra chuyện Hành Chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa hai nhân vật mới thực sự bắt đầu. Quá trình đến được với nhau của Thẩm Ly và Hành Chỉ cũng không hề dễ dàng chút nào mà luôn luôn bị ngăn cản bởi những thứ gọi là thân phận, là trách nhiệm và sự day dứt. Thừa Hoan Ký, Dương Tử, Hứa Khải. Thừa Hoan Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc sống tuổi 29 của cô nàng Mạch Thừa Hoan do Dương Tử thể hiện. Từ bé đến lớn, Mạch Thừa Hoan luôn nghe theo lời cha mẹ,
cố gắng làm hài lòng người thân, nhưng sự quan tâm và kiểm soát một cách thái quá của mẹ khiến Thừa Hoan thường xuyên cảm thấy ngột ngạt. Không chỉ vậy, mẹ cô còn luôn hối thúc cô kết hôn sớm khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Mạch Thừa Hoan phát hiện bạn trai lâu năm của mình là Tân Gia Lượng, do Ngưu Tuấn Phong thủ vai, lại là một chàng thiếu gia giàu có. Ngỡ như kết cuộc ngọt ngào của chuyện tình Lọ Lem và Hoàng Tử, thì sự chênh lệch quá lớn về gia cảnh đã khiến tình cảm của cả hai đi vào ngõ cụt. Không chỉ chuyện hôn nhân và gia đình đều không được như ý, Mạch Thừa Hoan còn gặp khó khăn trong công việc khi vị sếp mới đến Diêu Chí Minh do Hứa Khải diễn xuất luôn kiếm chuyện gây khó dễ cho cô. Sau khi liên tục bất hòa với mẹ về chuyện hôn nhân và cuộc sống, Thừa Hoan quyết định rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập. Sau khi rời khỏi căn nhà quen thuộc suốt gần 30 năm, Mạch Thừa Hoan chuyển đến sống tạm ở nhà bà nội kế cũng là bà của Diêu Chí Minh. Tại đây, cặp đôi Diệp Thừa Hoan và Diêu Chí Minh lại có nhiều thời gian gặp gỡ và trải qua nhiều tình huống bi hài. Mối quan hệ giữa Mạch Thừa Hoan và Diêu Chí Minh cũng ngày càng tiến triển khi gỡ bỏ nhiều hiểu lầm không đáng có. Từ cặp đôi oan gia luôn cãi nhau, cả hai trở nên gắn bó làm việc ăn ý. Thậm chí, Diêu Chí Minh còn âm thầm theo dõi và bảo vệ cô nàng trong công việc. Trên đây là danh sách 12 bộ phim đã phá mức nhiệt 30.000 trên Tencent cho đến thời điểm video này ra mắt. Sắp tới đây, khi bộ phim Khánh Dư Niên phần 2 và Trường Tương Tư phần 2 được lên sóng, thì danh sách những phim có nhiệt độ phá 30.000 của nền tảng Tencent Video chắc chắn sẽ có thêm tên của hai bộ phim bom tấn này. Hãy cùng chúng mình theo dõi hai bộ phim này nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See you!